Trà lựu điểm tuyết hàng nhỏ xinh bạn ơi. Đặc biệt là các cái cây nở hoa rồi nhưng mà nụ vẫn còn rất là nhiều đấy nhá bạn nhá. Hoa đẹp không ạ? Cái chiều cao của cây thì cao khoảng tầm 50-60cm tùy cây ạ. Đây, có những cái cây chậu như cái chậu này rất là xinh luôn. Còn thoát thân thì bạn thích cái cây thì ở đằng sau như này. Các bạn có nhu cầu muốn mua xin vui lòng alo nhá, 0977973535 ạ. Đây là vẻ đẹp của cây trà lựu điểm tuyết ạ, đẹp không ạ? Đó. Đây mình quay thêm các cái cây nữa để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn nữa. Cây này đẹp này. Đó. Rất đẹp luôn.